Ok, xin chào các em, lại là cô Vân Anh đây. Chúng ta lại gặp lại nhau trong series về các mẹo, các cái tip về bài thi TOEIC. Và cái bài ngày hôm nay chúng ta học đó chính là bài trạng từ hay nhầm. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài các em nhé. Ok, khi các em nghe cái tên là trạng từ hay nhầm, các em sẽ cảm thấy là ồ, có khả năng là mình cũng sẽ bị rơi vào cái tình huống này. Đó, thế cái tình huống này xảy ra khi nào? Thì bây giờ cô sẽ phân tích cho các em là cái vấn đề đấy xảy ra, vì sao nó lại xảy ra, gốc của vấn đề ở đâu. Sau đó thì chúng ta đi vào các cái ví dụ cụ thể để chúng ta phân rõ các cái vấn đề nhá. Nào, thế thì bây giờ cái trạng từ như các em đã biết đó, trạng từ viết tắt là ADV, okay. Thường thì 90% cái phần trạng từ này bao giờ cũng sẽ kết thúc bằng một cái đuôi ly. Đó, một cái X cộng với một cái đuôi ly. Một ví dụ kinh điển nó chính là từ xinh đẹp, mình có từ beautifully, beautifully. Ok, hoặc từ cuối cùng mình có từ finally, finally. Thế cho nên là khi các em nhìn thấy, cứ nhìn thấy đuôi ly, thường là những bạn với cả các bạn mất gốc các em nhé, khi các em cứ nhìn thấy đuôi ly, hầu như trong đầu em sẽ mặc định là đuôi ly chính là đuôi của cái trạng từ. Thế đấy chính là cái vấn đề dẫn đến cái sự nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần ví dụ cụ thể để các em nắm được cái phần này nha. Ok, cái cặp đầu tiên chúng ta học đó chính là cặp Hodge và Holly. Thế cái vấn đề gì xảy ra với cặp này? Chúng ta hãy nhìn cho tôi cô cái câu đầu tiên. This job requires Hodge or Holly work. Thì em nhìn thấy câu này, em nhận thấy là chúng ta phải đi xác định xem chỗ trống là 1 hay là 2. Đó. Thế cái từ this job ở trong trường hợp này đứng đầu câu. Đứng đầu câu. Chắc chắn là chức năng là chủ ngữ. Nếu các bạn nào đã xem qua hai video trước của cô thì em sẽ biết được cấu trúc của một câu đơn là như thế nào. Nếu bạn nào chưa nắm được thì các em chịu khó xem lại nhé. Như vậy là this job đứng ở đây là chủ ngữ. Đương nhiên requires sẽ đóng vai trò là động từ. Ok, mang nghĩa là yêu cầu. Thế bây giờ cái từ work này như thế nào bây giờ? Đối với cái từ work này, đối với những bạn mất gốc, các em sẽ thường sẽ chỉ biết nó đóng vai trò là động từ thôi. Đóng vai trò là động từ thôi. Mang ý nghĩa là làm việc. Tuy nhiên, cái từ work này nó còn một cái vai trò nữa. Nó là đóng vai trò là danh từ. Mang ý nghĩa là công việc. Thế thì trong riêng cái trường hợp này thì cái vai trò của nó là gì bây giờ? Em nhận thấy là đã xuất hiện động từ rồi. Đó. Khi có động từ rồi thì cái từ work trong trường hợp này không thể là một động từ nữa. Vì trong một câu đơn nó chỉ có một động từ thôi. Đó. Thế thì không là động từ thì chắc chắn nó phải đóng vai trò là danh từ. Đó. Thì cái bài 2, cái bài trước cô đã phân tích rất là kỹ với các em rồi. Nếu mà danh từ đứng đây thì sẽ là tính từ đứng trước danh từ. Nhìn qua cái câu này các em nhận thấy biết được ngay. Kể cả ví dụ em không biết nghĩa em cũng sẽ chọn được từ Hodge. Vì sao? Vì đuôi ly này các em biết chắc chắn nó là đuôi của trạng từ. Thế thì cái câu 1 này, cái từ Hodge sẽ đóng vai trò là tính từ các em nhé. Tính từ có nghĩa là chăm chỉ, cố gắng. Đấy. Thế thì trong cái trường hợp này em vẫn chưa thấy nó lừa lọc gì mình nhiều. Đề bài vẫn chưa lừa lọc mình nhiều, đúng không? Thế chúng ta sẽ chuyển sang cái câu thứ hai để các em nắm được hơn nhé. Nào, chúng ta nhìn vào ví dụ số 2. Don't work too hard for Holly. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Em nhận thấy ở đây lại xuất hiện từ work. Thế riêng trong cái trường hợp này từ work sẽ đóng vai trò là cái gì bây giờ? Thì em nhớ cho cô với cái từ don't. Don't được gọi là gì? Don't được gọi là trợ động từ. Đứng đằng sau trợ động từ sẽ phải là một động từ nguyên thể. Ví dụ, em không yêu anh, em không yêu anh. Câu rất là dễ đúng không? Thì mình có câu là I don't love you. I don't love you. Em không yêu anh. Đấy chưa nhỉ? Thì ở đây don't sẽ đóng vai trò là trợ động từ và love sẽ đóng vai trò là verb nguyên thể. Ok. Cho nên sau khi phân tích chúng ta biết được chắc chắn work ở đây sẽ đóng vai trò là động từ nguyên thể. Thế thì đứng sau động từ thì sẽ là cái gì? Em nhớ cho cô đứng đằng sau động từ sẽ được phép là một trạng từ. Đó. Thế ở đây, đấy chính là cái bẫy mà người ta lừa em trong trường hợp này. Thường sau khi phân tích xong, phân tích một bước xong, các em biết được, ok, trong trường hợp này tôi cần trạng từ rồi. Đấy, cho nên chúng tôi nhìn một phát thì chắc chắn tôi sẽ chọn được ngay trạng từ là đuôi ly và tôi quá giỏi. Đấy, tôi đúng hết. Đó. Thế vì sao? Vì các em nhìn thấy cái đuôi ly này, các em sẽ mặc định đấy là trạng. Thế vấn đề gì nó nằm ở trong trường hợp này? Ở trong trường hợp này cái từ hot như cô phân tích ở trên nó là tính từ. Nhưng ngoài cái chức năng là tính từ, cái từ hot nó phải có thể đóng vai trò là trạng từ. Có thể là trạng từ. Và cả hai từ này, cả hai kể cả tính, kể cả trạng nó đều mang ý nghĩa là chăm chỉ, cần cù. Đấy.
chăm chỉ và cần cù. Thế thì còn từ Holly này thì sao? Nó đóng vai trò là cái gì? Nó vẫn là trạng các em nhé. Nó vẫn là trạng các em nhé. Vẫn là trạng từ. Nhưng mà ý nghĩa của nó có phải là chăm chỉ cần cù không? Thì câu trả lời của cô là không phải. Nó ý nghĩa là bằng từ rarely. Nó bằng từ rarely. Có nghĩa là hiếm khi, hầu như không. Đấy. Thế thì trong trường hợp này em sẽ chọn được đáp án là đáp án gì? Đừng có làm việc hiếm khi hay là đừng có làm việc quá là mệt mỏi, quá là kiệt sức, quá là cố gắng. Thế thì câu này đáp án đúng phải là đáp án 1 hay đáp án 2? Em nhớ cho cô đáp án phải là đáp án 1. Đấy là cái bẫy người ta lừa em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua một câu thứ 3 để cho các em chốt được vấn đề các em nhé. Ok, nào bây giờ chúng ta nhìn sang cái câu thứ 3 các em nhé. Now Charlie he finishes his homework. Thì trong trường hợp này các em sẽ chọn đáp án là cái gì? Cái cô muốn nhấn mạnh với các em đó chính là khi mà các em phân tích word form thì các em nhớ cho cô là trạng từ được phép đứng ở đầu câu. Đấy là một cái mẹo mà các em nhớ để làm bài cho nhanh nhé. Thế trong trường hợp này, bây giờ cái điều khó khăn là cả hai cái trường hợp này đều đóng vai trò là trạng từ. Thế bây giờ là khó khăn anh ta hoàn thành bài tập về nhà hay là hiếm khi anh ta làm hoàn thành bài tập về nhà. Thế thì rõ ràng khi chúng ta dịch ra thì chúng ta nhận thấy được vấn đề đó chính là đáp án 1 hay là đáp án 2. Chính là cái đáp án thứ 2. Hardly có nghĩa là hiếm khi, hầu như không. Đó, thì đấy là cái cặp đầu tiên mà cô muốn nhấn mạnh với các em nhá. Tổng kết lại thì sẽ là gì? Hard. Vừa có thể là tính từ, vừa có thể là trạng từ. Mang ý nghĩa là chăm chỉ, hết sức, cố gắng. Đó. Thế còn từ Holly thì sao? Với từ Holly, nó chỉ có một vai trò là trạng từ thôi. Đó, nhưng ý nghĩa của nó khác hẳn. Nó bằng từ rarely. Có nghĩa là hiếm khi, hầu như không. Đó, thì đấy là cái ví dụ đầu tiên mà cô muốn phân tích với các em. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai các em nhé. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang cái cặp thứ hai, đó chính là cặp Late và Lately. Khi em nhìn qua cái cặp này thì cái ấn tượng của em về hai cái cặp này là như thế nào? Quá là đơn giản, thế mà cô cũng giảm, đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem là nó có đơn giản chỗ nào không các em nhé. Nào, chúng ta hãy nhìn cho cô cái ví dụ đầu tiên này. I am late or lately for the party. Với cái câu đầu tiên như thế này thì cũng rất là đơn giản. Người ta chưa lừa đảo mình cái gì cả. Em nhận thấy là ok, chỗ chồng đứng ở đây. Chỗ chồng đứng ở đây. Đứng ở sau chỗ chồng là giới từ for. Thì cái giới từ này nó đứng ở đây nó không có cái tác dụng gì cả. Không có cái tác dụng gì cả. Để cho mình xác định dạng từ cho nên mình có thể tạm thời lờ đi. Em nhận thấy cái đây ở trong trường này là I am. Ok. Nếu như bạn nào có theo dõi các cái video trước của cô thì em sẽ biết được ngay am ở trong trường này chính là hình thái của động từ to be. Đúng không nhỉ? Thế thì hôm các cái bài trước cô đã phân tích kỹ cho các em rồi. To be được phép đứng trước cái gì? To be được phép đứng trước một tính từ. Cho nên trong hai trường hợp này hầu như các em rất là ít khi bị nhầm. Các em chọn được ngay đáp án chính là đáp án late. Ok. Thế thì vấn đề nó nằm ở đâu? Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái ví dụ thứ hai các em nhé. Trước khi chuyển sang ví dụ thứ hai thì cô nhấn mạnh lại một lần nữa cho các em từ late nó có thể đóng vai trò là tính từ. Trong trường hợp này nó có thể đóng vai trò là tính từ. Đó. Được chưa nhỉ? Thế còn với cái câu thứ hai này, he comes to party late. Và literally, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Thứ nhất, he comes to the. Come here trong trường này là chủ ngữ. Comes ở đây nó là động từ. Như vậy chúng ta có chủ của động. Câu này là ok rồi. Vị trí này chúng ta phân tích lúc đấy, đấy chính là vị trí cuối câu. Trạng từ được phép đứng cuối câu. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Sau khi một bước phân tích, các em đã xác định được cái chỗ trống cần loại từ gì rồi. Thế nhưng khi đến bước chọn đáp án, thường các em sẽ bị sai. Vì sao? Vì các em sẽ lao hết vào chọn cho cô là cái đáp án lately này. Đấy, vậy vẫn giống như cái cũ. Đó là em nhìn thấy daily này. Em sẽ nghĩ đây là trạng và đây sẽ là cái đáp án đúng. Ok. Thế câu hỏi, câu trả lời của cô là từ này có phải trạng từ không? Nó vẫn là trạng từ. Thế nhưng hai cái này nó có cái đặc điểm gì khác biệt? Đó, đây là cái vấn đề nằm ở đây. Từ late này nó vừa đóng vai trò là tính từ. Ok. Tuy nhiên nó vẫn có thể đóng vai trò là trạng từ. Nó vẫn có thể đóng vai trò là trạng từ. Và cả hai cái chức năng, cả tính cả trạng đều mang ý nghĩa là muộn. Muộn. Thế còn từ lately thì sao? Từ lately nó vẫn là trạng các em nhé. Nó vẫn là trạng. Đó, nó vẫn là trạng. Thế nhưng cái từ lately này nó không hề mang một chút cái ý nghĩa nào mang ý nghĩa là muộn cả. Mà từ lately nó mang ý nghĩa là bằng từ recently, có nghĩa là gần đây. Thế có bạn sẽ hỏi cô ơi, thế gần đây về là về gần đây về cái mặt gì hả cô? Về thời gian hay là về khoảng cách? Đó, vì gần đây có thể cả thời gian cả khoảng cách. Thì câu trả lời của cô với các em đó chính là gần đây nhưng về mặt thời gian các em nhé. Cái này là gần đây mang mắt về mặt thời gian. Và khi gặp hai từ này thường người ta sẽ chia hiện tại hoàn thành. Đó, trong một câu đơn giản như này như khá nhiều kiến thức các em nha.
Ở đây có từ he comes, em nhận thấy verb ở đây là thêm s, đây chính là thể hiện tại đơn. Như vậy anh ta đến bữa tiệc muộn hay anh ta đến bữa tiệc gần đấy thì chắc chắn đáp án em sẽ chọn được ngay đáp án từ late. Đúng không nhỉ? Đáp án vẫn là đáp án số 1. Đó. Để hiểu hơn cái trường hợp này chúng ta sẽ chuyển sang cái câu thứ 3 các em nhé. Ok, nào bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái câu thứ 3 nha. He has attended the course lately but late. Thì ok, trong trường hợp này chúng ta sẽ xác định như thế nào? Em đã biết được hai cái bẫy người ta lừa mình rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần xác định theo nghĩa thôi. Ở trong trường hợp này he has attended thì này chính là thì gì đấy? Thì này chính là thì hiện tại hoàn thành, đúng không nhỉ? Như vậy là gần đây anh ta tham gia một khóa học hay là anh ta tham gia một khóa học muộn? Đó, thì ở trong trường hợp này mình đã thấy đây là hiện tại hoàn thành, cho nên câu này dễ dàng sẽ chọn được đáp án là 1 hay là 2, vẫn là từ lately. Ok. Như vậy tổng kết vấn đề ở đây nó là cái gì? Ở trong trường hợp này late, em nhớ cho cô, vừa là tính từ vừa là trạng từ, đều mang ý nghĩa một ý nghĩa là muộn. Và còn với từ lately thì như thế nào? Lately nó chỉ đóng vai trò là trạng từ thôi. Và bằng từ recently mang ý nghĩa là gần đây về mặt thời gian. Và khi có từ này thường đấy chính là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Đó, thì đấy là cái ví dụ số 2 các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái cặp thứ 3, cũng là cái cặp gây nhầm lẫn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái cặp thứ 3, nó chính là cặp near và nearly. Qua hai cái ví dụ vừa rồi thì các em cảm thấy là ok, cái tư tưởng là dễ lại không hề dễ, đúng không các em? Đó, chúng ta lại bắt đầu cảm thấy cảnh giác với đôi ly rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích qua các cái ví dụ đấy nhá. Nào, các em hãy nhìn cho cô cái ví dụ đầu tiên. I'm sure they live somewhere near or nearly here. Thì cái câu này nó là cái gì? Ở trong cái trường hợp này cái từ near là một từ khá là phức tạp. Nó rất là nhiều chức năng, nó có thể là tính từ, nó có thể là giới từ, nó có thể là trạng từ. Cho nên trong cái bài video này, trong cái clip này, cô sẽ chỉ giới thiệu cho em cái mức mà dễ nhất để dành cho những bạn mất gốc thôi, chứ cô không phân tích sâu các em nhé. Nào, cái câu đầu tiên, I'm sure they live somewhere near, nearly here. Thì cái câu này là tôi chắc chắn rằng họ sống ở đâu đó, đúng không? Thì cái từ near trong cả hai trường hợp này, cả hai ví dụ này, cô đều xuất phát, cô đều giảng cho em nó đều là trạng hết nhé, cho nó đơn giản đã. Mình chưa đi vào các vấn đề quá là phức tạp, quá là nâng cao. Như vậy họ sống thì ở đây em biết được, ok, live là động từ. Live là động từ. Bổ cho động thì được phép là trạng. Cả hai trường hợp này đều là trạng. Thì sự khác nhau là ở cái điểm gì? Từ near mang ý nghĩa là gần. Như vậy ngày hôm nay mình học hai từ gần liền. Nhưng cái gần này thì sẽ là gần về thời gian hay gần về khoảng cách? Em nhớ cho cô, gần này mang tính chất về khoảng cách, về mặt không gian. Đó. Thế còn từ nearly thì sao? Từ nearly này các em rất là hay dịch bị sai. Từ nearly này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xấp xỉ. Nghĩa thứ hai là gần như. Gần như. Thế thì như vậy các em nhận thấy gần và gần như khác nhau ở cái điểm gì? Gần này là về mặt khoảng cách, còn gần như về mặt mức độ. Ví dụ như là tôi gần như đã hoàn thành bài tập rồi. Đó. Thế thì ở trong trường hợp này là sống gần thì em vẫn chọn được đáp án là đáp án 1. Thế cái khó khăn ở đây nó là cái gì? Chúng ta chuyển sang cái câu thứ 2. Nào, it took nearly 2 hours to get here. Các em chờ chút, cô xóa cái bảng. Nào, em nhận thấy cái câu thứ 2 này. It took nearly 2 hours to get here. Thế thì cái vấn đề nằm ở đây nó là vấn đề như thế nào? Khi các bạn mất gốc thường các em có một cái lỗi cơ bản như sau. Đó là khi em dịch câu này các em sẽ thấy dịch bị mang tính chất thuần Việt. Tức là nó mất gần 2 tiếng để đến đó. Đó. Chính vì khi các em dịch là nó mất gần 2 tiếng để đến đó thì thường 90% các em lại không bị nhầm thành cái từ nearly này mà các em lại nhầm thành cái từ near này. Đó, đấy mới là cái vấn đề nhá. Vì sao? Vì mình bị ảnh hưởng bởi dịch của tiếng Việt. Đó. Thì em nhớ cho cô hai cái rất là riêng biệt với nhau. Một cái mang tính chất hoàn toàn về khoảng cách, một cái về mức độ. Kể cả em dịch là gần hay là gần như hay là xấp xỉ thì các em đều phải nắm rõ được cái sự khác biệt của nó. Để tránh trường hợp bị nhầm lẫn thì em có thể dịch như sau. Nó mất xấp xỉ 2 tiếng đồng hồ để đi đến đó. Được chưa nhỉ? Thế thì chính vì mình dịch được đúng là xấp xỉ thì em nhớ cho cô đáp án đúng ở trong trường hợp này nó không phải là từ near mà đáp án đúng lại là nearly. Đó, thì đấy là cái cặp này mà người ta hay đi thi, nhất là trong TOEIC người ta hay lừa em nhá. Ok, như vậy là chúng ta xong 3 cặp với nhau rồi. Và để chốt lại bài này thì cô đưa ra một chút các cái đáp một cái chút cái phần luyện tập practice để các em luyện tập cho nó dễ nhá.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần practice để các em luyện tập nhanh qua cái phần này. Đây chỉ là một cái ví dụ rất là cơ bản thôi để em nắm được bài học các em nhé. Nào các em nhìn cho cô câu đầu tiên này. He hard finished his task. Ở trong trường hợp này anh ta hiếm khi hoàn thành được cái nhiệm vụ của anh ta, hay là anh ta rất là kiểu cực kỳ khó khăn để hoàn thành được nhiệm vụ của anh ta. Thế cho nên trong trường hợp này các em sẽ chọn được đáp án là hiếm khi, hầu như không. Cho nên đáp án đúng sẽ là từ hardly. Ok, đấy là cái câu đầu tiên. Cái câu thứ hai em nhận thấy là cái gì nhỉ? It is considered as a hard work. Nó được coi như là một cái công việc. Ok, chúng ta lại thấy động từ chính ở đây rồi, đúng không? Cho nên work ở đây cũng lại phân tích rồi, nó sẽ đóng vai trò là danh từ. Cái gì bổ cho danh nhỉ? Tính từ đúng không em? Tính từ thì câu này đáp án đúng phải là từ hard hay là hardly? Phải là từ hard. Ok, it is considered as a hard work. Nào, chúng ta chuyển sang cái câu thứ ba nhé. Câu thứ ba thì hơi dài một chút nào. John earns extremely hard. He works extremely hard to earn enough money. Anh ta làm việc chấm 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 để kiếm được đủ tiền. Extremely là cực kỳ. Thế anh ta làm việc cực kỳ như thế nào bây giờ? Cực kỳ hiếm khi hay cực kỳ chăm chỉ? Cho nên trong trường hợp này dễ dàng em chọn được đáp án chính là từ hard. Anh ta làm việc cực kỳ chăm chỉ. Đó. Đấy là xong 3 câu nhá. Để làm với cái từ hard, và chúng ta sẽ chuyển sang cái ví dụ tiếp theo các em nhé. Ok, nào chúng ta hãy chuyển sang cái câu tiếp theo. Late she has gained weight. Trong trường hợp này là gì? Ở đây có cụm là gain weight, có nghĩa là tăng cân. Đó. Thế thì ở trong trường hợp này em nhận thấy có hai dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất has gained, đây chính là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Cái thứ hai chúng ta sẽ có thể dịch cô ta tăng cân muộn hay là gần đây cô ta tăng cân. Thế như vậy phải là gần đây cô ta tăng cân. Cho nên câu này đáp án đúng phải là từ literally. Ok, đó, thì chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nha. Now, Jane is always late for the meeting, đúng không? Ok, cái câu này thì rất là đơn giản. Em nhận thấy là Jane is, then she's always. Thì ở đây is chính là động từ to be. Đứng đằng sau to be phải là tính từ. Cho nên tính từ câu này đáp án đúng chính là từ late. Ok, đó, và chúng ta chuyển sang ví dụ thứ ba. Cái ví dụ thứ ba là this bus arrived late yesterday. The bus đến, đúng không? Ok, trong trường này mình nhận thấy từ arrived. Đây chính là động từ, đứng đằng sau động sẽ là trạng. Thế như vậy là cái xe buýt đến muộn ngày hôm qua hay là đến gần đây ngày hôm qua? Chắc chắn trong trường này phải là đến muộn, cho nên mà đúng vẫn là từ late. Ok, đó. Thì đấy là về cái phần luyện tập của cái bài ngày hôm nay nhé. Thì hy vọng là cái bài mini này sẽ giúp cho các em không bao giờ bị nhầm nữa, và khi đi thi tránh được các cái bẫy của cái người ra đề. Ok, hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo nha.